quá, xin chào bạn Kiệt nha. Trời các bạn ơi, nay bạn Kiệt có cái gì vậy? Cái liều. Nguyên một cái nhà liều luôn hả? Ủa, trời ơi, bánh quá trời luôn hả? Bánh gì vậy? Rồi bạn Bin ơi, chạy lên đây chơi nè Bin. Đây các bạn ơi, bạn Bin đang lấy sen cẩu lôi bong bóng nha. Rồi chạy bỏ vô liều đi. Rồi kêu kêu anh Kiệt đi. Anh Kiệt ơi, bong bóng tới rồi. Quên banh chứ. Rồi ra lấy banh bỏ vô liều nha. Trời ơi, không cho anh Bin chơi hả? Trời ơi các bạn ơi, anh Kiệt kỳ quá, anh Kiệt không cho anh Bin chơi luôn hả? Rồi anh Bin ơi, lấy bong bóng ra, lấy bong bóng ra. Anh Kiệt với bạn Bin có quá trời bóng luôn. Rồi bạn Bin chưa vô, Bin ơi. Rồi bỏ bóng vô nghe. Trời ơi. Ê, quá cái nhà trời. Cái nhà có cửa sổ lưới luôn nè. Rồi quay vòng vòng cho các bạn xem nhé. Quá trời đầy luôn rồi. Bạn Bin đâu rồi? Bin chào các bạn đi. Quá. Rồi dở lên cho các bạn coi nha. Ê, một cái nhà bong bóng luôn. Qua nhà banh chứ. Xong chưa bạn Kiệt? Xong rồi, mình chạy ra. Đâu lấy mấy cái bánh ra, mấy bánh đâu hết rồi. Bánh bị trôn rồi, bạn Bin lấy thôi. Rồi. Rồi xong chưa, xong chưa? Rồi, qua wow, các bạn ơi quá trời. Bây giờ lấy cái gì tắn lại đi. Lấy gì tắn lại giờ? Mình lấy cái cây mình tắn lại nha. Rồi. Đâu Bin với bạn Kiệt đâu rồi? Trời ơi, bạn Su lại kìa, cho bạn Su vô chơi với. Đây các bạn ơi, bạn Bin với bạn Kiệt bỏ con bóng vô quá trời luôn rồi. Rồi cho bạn Su vô chơi với nghe. Không không. Rồi ẵm bạn Su vô luôn. Vô vô nhà liều chơi luôn. Wow, chạy ra rồi nè. Chạy ra rồi, bắt vô. Rồi chú vô. Rồi chú vô nhà nằm ngủ đi. Nằm ngủ lấy bánh ra ăn nha. Đây các bạn ơi. Bạn Bin với bạn Kiệt trong cái nhà nè. Đây là bạn Su nha, cho bạn Su ra ngoài đi các bạn ơi. Bạn Su nóng, bạn Su chịu không nổi. Nhiều băng quá. Rồi cho ra ngoài đi, mình lấy bánh mình ăn nha. Đâu bánh gì vậy bạn Bin? Bạn Bin bánh đâu rồi? Lấy bánh ra ăn nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ ăn bánh trong cái nhà chòi này nha. Trời ơi, một cái nhà chòi đẹp dữ hả? Mình có thể ngủ đây luôn nha các bạn. Rồi cho bạn Bin bạn Kiệt ngủ đây luôn. Rồi cho miếng bánh đi. Anh Kiệt không ăn bánh, anh Kiệt ngủ rồi kìa. Bạn Bin ngủ luôn hả? Ừ, bánh ngon quá. Cho mình miếng lên. Đây các bạn. Quá ngon nha các bạn. Rồi bóng tràn ra ngoài hết rồi, lụm vô nha. Lụm bóng vô. Lụm bóng vô, bỏ gỗ đi. Bánh châu. Su hả? Su núp rồi. Đây các bạn ơi, nay bạn Kiệt với bạn Bin có một cái liều nghe, cái liều bằng nhà màu hồng nè, rất là đẹp nè. Đâu rồi, bây giờ mình chui ra, chui vô thử nha. Rồi chui ra nè, đó. Rồi trời cho bạn Bin trong đó, bạn Bin ngủ đi, bạn Bin ngủ đi. Rồi bạn Bin nằm ngủ rồi nè. Rồi tới anh Kiệt vô, tới bạn Kiệt vô. Tới Kiệt vô ngủ luôn nha. Wow. Rồi chui ra. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Bin với bạn Kiệt sẽ cho bạn Su ăn bánh nha. Đây bạn Su ăn bánh gì vậy? Đâu, bạn Su ăn được không? Không. Không ăn được hả? Su không biết ăn bánh. Su không biết ăn bánh hả? Đâu đâu để cho thực này ăn không Su? Su chỉ biết ăn cơm thôi. Chu 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 chu. Không có trái được. Rồi con ôm hai bạn Su luôn hả? Đi Su. Rồi cho Su đi chơi đi. Đâu bạn Kiệt có bánh gì vậy? Đây các bạn ơi, rồi có ba bịch bánh ngang rồi, giờ mình xé ra ăn thử nha. Wow, bánh đó bánh gì vậy? Bánh cà chua. Rồi các bạn ơi, đây là bánh cà chua nha, ngon lắm á. Còn đây là bánh bánh đùi gà, ngon quá. Trời, có nguyên cái đùi gà luôn nè. Bạn nào ăn đùi gà
Ngon bạn Kiệt. Ngon đúng. Ở cầm bánh nó ăn quá. Hay quá hả? Trời gió hỏi bánh nó bay quá trời luôn rồi. Ăn bánh thật chua. Ê các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Con này cũng khoảng 50 thôi. Rồi. Nhảy mà lộn cổ nó đó. Con này không sao, này nhảy nó sáng luôn được. Còn chiếc xe này này nha. Phải thử mới được, giao hàng phải thử. Rồi ok, con này 2 tỷ 200 ngàn. Rồi, bỏ đồ vô thùng cho bạn về nha. Mình phải bỏ đồ vô. Rồi, bỏ đồ thùng nha. Rồi này, các bạn ơi, đây cho các bạn xem lại lần nữa. Đây các bạn, đây một con robot. Robot thông minh. trên đầu nó có sóng sóng nè, trống trống nè. Đó, robot này nó vừa nhảy vừa chạy được luôn. Nhưng mà chỗ này gồ ghề quá. Để kiếm chỗ nào lắng lén cho các bạn xem nha. Rớt hết pin luôn rồi, hắn tự nha. Rồi, đây nè các bạn, đó. Hay chưa? Con robot này trên đầu nó có trông trống rồi, nó chạy với nó xoay được luôn nè. Rồi, cái nữa. Con robot này nó chỉ nằm trên cái mặt đất láng thôi, đất này gồ ghề quá, dễ té quá. Rồi bỏ hộp đi bạn siêu nhân ơi. Xong chưa, đưa tôi bán cho tao ơi, em thử hoài à. Rồi xong rồi. Mình bán có ngừ à, mà ngừ kia cứ thử hoài à. À lộn hộp rồi. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là con robot nhảy Dancy nha. À giờ nó nhảy nè. Hơi nó lắc nó mông kìa. Đây, ôm bè. Bỏ hộp luôn. Rồi bỏ hộp luôn đi bạn Chiên Nhân ơi. Bỏ hộp luôn, chở về. Xe bỏ hộp luôn. Rồi các bạn ơi, nay bạn Đen mua quá trời đồ chơi luôn nha. Một cái chiếc xe mô tô điều khiển với hai con robot. Hai con robot thông minh luôn. Rồi bỏ xe chở về thôi. Được không? Ở cái xe này nó không có cái ủa, cái thùng ngoài sau đâu rồi? Rồi lấy thùng sau bỏ vô nha. Rồi, bỏ lên cái thùng chở về nha các bạn. Đây cái xe này nó có thùng luôn nè. Rồi thêm một cái xe điều khiển nữa. Nhiều quá hả, chắc không được hả? Rồi bỏ đây nha. Rồi chạy về thôi. Rồi cho các bạn xem xe máy cày này nó chạy vòng nha. Rồi xe này sắp hết pin rồi, bẻ lái quá luôn. Rồi và đây nè các bạn ơi, đây là ba bộ đồ chơi nha, hai con robot thông minh và một chiếc xe mô tô điều khiển nha. Đây là video tặng quà luôn. Bây giờ ba bạn nào comment nhanh nhất là sẽ được tặng ba món đồ này nha. Rồi cứ comment tên món quà với cộng số điện thoại là sẽ được tặng ba món quà này nha. Rồi video này là hết, hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Và đây nè các bạn ơi, đây là ba bộ đồ chơi nha, hai con robot thông minh và một chiếc xe mô tô điều khiển nha. Đây là video tặng quà luôn. Bây giờ ba bạn nào comment nhanh nhất là sẽ được tặng ba món đồ này nha. Rồi cứ comment tên món quà với cộng số điện thoại là sẽ được tặng ba món quà này nha. Rồi video này là hết, hẹn các bạn video lần sau nha.